Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về chương trình AirDrop của Cloudbit Token CDB. Các bạn sẽ nhận được 750 cái token CDB free nhé. Yêu cầu là các bạn phải có tài khoản của sàn VinDAX nha các bạn. Bởi vì nó sẽ bán EL ở trên sàn VinDAX và nó sẽ AirDrop cho những bạn có tài khoản ở trên sàn VinDAX. Đấy, bạn nào mà chưa có tài khoản của cái sàn VinDAX này thì có thể đăng ký mới nhá. Mình sẽ đặt link ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia này. Trước tiên các bạn có thể tìm hiểu cái dự án này ở trang chủ của nó. Trang chủ của nó là cloudbitech.com. Các bạn sẽ có thể sang trang chủ của nó để tìm hiểu về cái chi tiết, nội dung cũng như là giá trị của cái token này. Đấy, một CDB nó sẽ tương đương là 0.01 USD ở thời điểm bán sale price nhé. Đấy thì như vậy là với chương trình AirDrop của nó thì chúng ta sẽ nhận được lên tới là khoảng tầm 8 USD cho chương trình AirDrop của thằng này, khá là tốt. Đấy, các bạn có thể tham khảo này. Đấy, đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia này. Các bạn sẽ điền vào form của Google. Ok, các bạn nhấn tiếp này. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải điền username Twitter. Trước hết là các bạn sẽ follow cái trang Twitter của nó này. Bạn nhấn follow cho mình và các bạn sẽ điền bao gồm 3 cộng trước nha các bạn. Sau đó các bạn điền username Telegram. Tiếp theo các bạn điền link Facebook. Ok, link Facebook thì ok, mình sẽ sử dụng cái link Facebook để điền vào. Mình sẽ sử dụng một link Facebook nhá. Bạn điền profile link Facebook của nó vào. Ok, đây thì chúng ta sẽ đây sẽ điền vào. Tiếp theo nữa là các bạn điền email đăng ký sàn VinDAX. Tiếp theo nữa là các bạn trả lời câu hỏi đã follow cái trang Twitter của nó hay chưa. Ok, thì chúng ta sẽ join vào. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải join vào cái group cộng đồng Telegram. Ok, sẽ join vào thôi, cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta join vào này. Sau đó các bạn tích vào. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải follow trang LinkedIn của nó. Ok, follow trang LinkedIn. Ta nhấn vào và các bạn ấn vào đường link trang LinkedIn của chúng ta. Các bạn điền vào đồng ý hết cho mình. Tiếp theo là follow cái fanpage Facebook của nó. Hay nhấn thích thì nó sẽ tự động follow. Ok. Ok, cái này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta mời 10 bạn bè join vào group Telegram. Nếu có thì các bạn vui lòng upload ảnh. Ở đây thì là điều kiện bắt buộc nha các bạn. Thôi được rồi, thì mình sẽ cố gắng đây. Ở trong cái group Telegram này thì đây đâu phải group đâu, group Telegram nằm đâu, chúng ta sẽ phải truy cập vào group Telegram của nó. Ủa, đây đâu phải là group đâu. Mười member. Ok, cái này thì bạn tích vào đây hết. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải mời 10 member Cloud Token Telegram group, nhưng đây không phải là group. Đây chỉ là channel thôi. Như vậy chúng ta làm sao có thể mời được nhỉ? Cái này nó hơi lỗi một chút rồi.
sao? Không phải là group, liệu ta sẽ phải làm như thế nào đây? Ok, ở cái phần này ấy, thì các bạn bởi vì nó đã có cái dòng là nếu có này thì các bạn upload ảnh lên, còn nếu không thì chúng ta thì có thể là chúng ta cũng chắc là mình nghĩ là nó cũng sẽ không không sao, bởi vì ở đây là channel group nhé, chúng ta không mời được bạn bè vào. Mà ở đây thì nó lại là yêu cầu chúng ta mời 10 newbie ở to Telegram group. Nhưng mà đây thực ra là channel thì rất là khó, ở đây thì nó nhầm lẫn một chút. Thôi được rồi, chúng ta chụp cái ảnh này lại và kệ nó đi, ta lưu cái ảnh này lại để có thể upload lên. Cái đây thì không lưu lại được, bạn có thể dùng snippy để cắt nó ra. Đây thì mình sẽ cắt. Và mình Ctrl S lại. Token 111, ok. Ok rồi. Sau khi mà đã lưu lại ảnh thì chúng ta upload ảnh lên ở phần này, nó thêm tên này. Đây thì mình sẽ upload cái ảnh vừa nãy đã lưu lại lên. Ảnh này thì dạng ảnh cho nó có thôi, bởi vì chúng ta chưa làm cái nhiệm vụ này. Ok, bạn upload lên, bạn tải lên cho mình. Đấy, thì sau khi mà bạn kiểm tra lại các cái nhiệm vụ đã làm thì ta nhấn vào phần gửi. Đấy, ok, thì nó sẽ thông báo là chúng ta đã dồn thành công và nó sẽ thông báo sớm cho chúng ta khi mà nó trả token nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ tham gia được thành công và chúng ta sẽ nhận được 750 cái token CDB từ chương trình Aerobe của sàn, của cái token Cloudbit và kết hợp với sàn Vindac nha các bạn. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tuấn Sư Phụ. Hãy nhớ để lại một đăng ký, comment, chia sẻ kiến đóng góp của các bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.